Chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh, kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Hôm nay cũng như thường lệ thì Kim Anh sẽ chia sẻ về vấn đề của bạn nữ này sinh năm 1976 tiến tới xây dựng hôn nhân hạnh phúc với ông xã sinh năm 1971 thì trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc công việc làm ăn như thế nào. Bạn hỏi trong năm nay thì công việc làm ăn của bạn, bạn muốn mở mang kinh doanh làm ăn thì có được tốt đẹp hay không? Thì mọi người vào xem kênh của Kim Anh đó, trước tiên thì Kim Anh cũng nhắn nhủ mọi người khi mọi người vào tham khảo kênh của Kim Anh đó, thì nhờ mọi người vào đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Kim Anh ha. Thì đó cũng là một cái động lực để Kim Anh có được cái động lực tạo ra những cái clip mới nhiều hơn để mình tiện theo dõi và tham khảo. Thì hôm nay Kim Anh nói về vấn đề của bạn nữ này nó như thế nào nha. Nói về trong cuộc sống của bạn nữ này thì đứng vào cái tuổi Bính Thìn này, mình nằm vào cái mạng là mạng thổ. Cái mạng thổ này là mạng sa trung thổ, thì nói chung trong cuộc sống của mình có cuộc sống như là tiền tài vật chất có đi nữa thì cho thấy mình vẫn là lam lũ, hoặc là khi mà mình có tiền có của rồi mình vẫn muốn làm thêm, như là có hũ vàng thì cố gắng cày làm sao cho nó được thêm một hũ thứ hai, chứ không có chịu ngồi không thanh thản như người khác, đó là như vậy. Thì khi mà cái tuổi Bính Thìn này tiến tới xây dựng hôn nhân hạnh phúc với cái tuổi Tân Hợi á, thì nói chung với cái tuổi Tân Hợi này bạn tính người ta hơi nóng tính, cũng như là người nam này theo như cái quẻ bài cho thấy thì người này có bản tính hơi ghen, cho nên nhắc mình trong cái tư cách xã giao ngoại giao của mình với phái nam đàn ông con trai thì mình cần phải cẩn thận để mình bảo vệ danh dự hạnh phúc của mình, hoặc cũng như là tránh đi cái sự ghen tuông hờn giận trong cái vấn đề hôn nhân hạnh phúc của mình, nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Hai vợ chồng mình nằm vào hai cái mạng này đến với nhau thì có thể nói là trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình á, thuận á, thì hai vợ chồng mình sẽ có cơ hội ăn nên làm ra. Tại vì nói về kim lượng thổ, thổ sinh kim thì rất là tốt. Nhưng khi mà mình sinh cái đứa con tuổi Tân Tỵ ra thì bé này nó lại nằm vào cái mạng kim. Thì mạng kim này so với ba nó thì nó hơi khắc. Cho nên á, thứ nhất thì nó nằm vào là dần thân Tỵ Hợi rồi. Thứ hai nữa, hai cái mạng kim nó ẩn nhau thì nó khuyết. Cho nên là mình cần phải nuôi thêm thổ để mình lấy cái sự tương sinh ngũ hành trong gia đạo của mình. Tại vì nói về cái mạng thổ của mình á, thì nó xa trong thổ thì đất nó lẫn trong cát thì nó rất là ít. Cho nên nó không có đủ cái lực để mà nó tạo cái sự tương sinh giữa mình và con, giữa ông xã mình và con của mình. Cho nên là mình cần phải nuôi thêm thổ trong gia đạo để mình lấy cái sự tương sinh bình hành trong gia đạo của mình, để mình có được cái sự sung túc hơn trong con đường gia đạo của mình, nó sẽ hay hơn, tốt hơn ha. Thì đó là nói về cái phần ngũ hành tương sinh trong gia đạo của mình. Còn hiện tại bây giờ trên quẻ bài của bạn nữ này cho thấy thì đúng ra tâm trạng của bạn là nóng nảy. Bạn đang nóng nảy mong chờ niềm tin, cơ hội, đường đi, nước bước gì trên vấn đề tài lộc trên con đường bổn mạng của bạn. Thì thứ nhất nhắc về bạn, đúng ra bạn ở đây cho thấy vậy nhưng mà bạn nặng gánh. Nam cũng mình, nữ cũng mình gánh vác nhiều. Ước mơ, hy vọng, niềm tin, cơ hội gì trên con đường bổn mạng của mình thì niềm tin đến với mình bị phai nhạt. Nó bị phai nhạt hoặc là niềm tin nó bị thất vọng, mà giống như là cơ hội đến với mình không có được tốt á, thì nhắc mình trên con đường bổn mạng của mình ở đây để cho đường bổn mạng của mình có được cơ hội tài lộc đến với mình tốt. Thì nói về đúng ra là thứ nhất mình được nhờ vào đức của ba rất là dày, cũng như trong cuộc sống của mình thì có cái sự tu tập cũng rất là tốt. Cho nên trên con đường bổn mạng của mình ở đây có thể nói mình sẽ có cơ hội, có nhân duyên là nhận được lộc bất ngờ. Dù vậy, trên con đường bổn mạng của bạn thì tâm tính của mình nó buồn vui bất chừng. Buồn vui bất chừng ở đây là do cái vong cộng nam này tác động vào trên con đường bổn mạng của mình. Cho nên hỏi bạn trong quá khứ của bạn có lỡ lầm sơ sót, hoặc là vì lý do hoàn cảnh gì đó mà mình bỏ thai, phá thai, đạo thai, thì nhắc bạn trên con đường bổn mạng của bạn ở đây, bạn cần phải có cái sự quan tâm về cho cậu nam này, nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Chứ hiện tại cho thấy cậu nam này có ý là hờn trách mình, giận hờn mình trên con đường bổn mạng của mình thì không có hay. Tại vì khi mà cái những cái thân trung ấm này mà buồn mình á, thì nói chung nó tác động vào mình rất là nhiều, về ảnh hưởng về con đường tâm trạng của mình ha, ảnh hưởng về tính tình của mình là thứ nhất, ảnh hưởng về vấn đề về tình cảm hạnh phúc của mình là thứ hai, và đặc biệt ảnh hưởng trên con đường con cái của mình là thứ ba. Thì tùy vào những cái thân trung ấm nó có cái sự oán hận hay không, hoặc là nó thấu hiểu cho mình, thì nhắc mình dù
Dù là bé nó có thấu hiểu hay không thấu hiểu gì nữa thì trên con đường con cái của mình cũng cần phải lo lắng cho cháu. Tại vì nói về con thì đứa nào cũng là con hết, mà nó vô phúc vô phần thì mình bỏ rơi cháu thì mình cần phải có cái sự sám hối cũng như là hồi hướng công đức cho cháu trên con đường đời của cháu. Để hữu duyên thì cháu sớm đầu thai làm kiếp con cháu của mình sau này thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Đừng có để cháu bơ vơ lạc lõng như vậy trên con đường đời thì nó sẽ tội nghiệp. Đó là nói về đường bổn mạng của mình cho thấy như vậy ha. Thì nhắc mình trên con đường bổn mạng của mình nên cố gắng làm sao tạo được phúc phần cho cháu gái, cho cái thân trung ấm này, để cho cái thân trung ấm này sớm được siêu sinh thì nó sẽ hay tốt hơn. Đó là nói về cái phần tâm linh thì nó như vậy. Còn riêng về trên con đường bổn mạng, đúng ra ở đây thì cho thấy tâm trạng của bạn là nóng nảy buồn phiền thì nhắc bạn cần có sự quan tâm, nó sẽ hay, sẽ tốt hơn. Là do phần âm này tác động vào. Riêng về trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc thì nói chung ra trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc, những gì mà mình trông chờ có thể nói là từ 4 năm tới 9 năm vừa qua trên con đường tài lộc của mình có thể nói có tiếng nhiều hơn có miếng. Như từ ở ngoài người ta nhìn vào đánh giá ở công việc làm ăn của mình nó thuận lợi trôi chảy, hoặc là sự việc tài lộc của mình đến với mình nó được thuận lợi, thì thực chất nó đi vào bề ngoài, hoặc là người ta nhìn vào nó mình chắc là giàu có khá giả, nhưng thực chất nó chỉ là bề ngoài thôi, đi sâu vào bên trong thì nó chỉ cái tiếng. Cho nên nói về vấn đề tài lộc của mình hay đem đến cho mình cái sự buồn phiền, tâm trạng của mình không có được thoải mái. Mà khi nào mình cũng nóng nảy muốn mở mang làm ăn cái này, muốn mở mang làm ăn cái kia, thì nó có gặt hái được cái sự thành công hôm nay hay không? Thì hôm nay Kim Anh sẽ giải đáp cho mình. Thì nói về trong đường sự nghiệp tài lộc của bạn, những gì mà bạn mong chờ trong 4 năm qua tới 9 năm về trước mà không đem đến cho mình được kết quả tốt mà chỉ đem đến cho mình cái tiếng, thì hy vọng trong năm nay bạn sẽ có cơ hội mở mang thay đổi, cũng như là sẽ đem đến cho mình được kết quả tốt và sự bù đắp đẹp trên con đường tài lộc của mình. Dù vậy thì cơ hội có, nhưng mà tài lộc đến với mình thì chưa có vững vàng ha. Tại vì nói về trên con đường tài lộc, hoặc là nói về cái phần tuổi của mình thì nay năm tam tai cuối rồi, thì hy vọng trên con đường tài lộc của mình nằm vào tam tai hay không đi nữa thì năm nay nói chung mình nằm vào mạng thổ, mà năm nay nằm vào mạng kim thì nó cũng có được cái sự tương sinh đó, thì nó cũng là một cái điều kiện thuận lợi cho mình trên con đường tài lộc. Thứ hai nữa thì nói về vấn đề tài lộc ở đây thì nói chung bạn được mẹ ơn trên gia hộ cũng rất là nhiều, cho nên vấn đề làm ăn mở mang cái gì, nếu như bạn được sự hợp tác bắt tay của một cặp vợ chồng nào hơi nhỏ tuổi, hoặc là từ một người chị gái nào, thì cơ hội tài lộc sẽ đem đến cho mình cơ hội tài lộc tốt. Nhưng dù vậy thì cơ hội tài lộc đến với bạn được hay không thì bắt đầu từ tháng 8 tới về tháng 11 bạn mới có cơ hội. Còn những tháng đầu năm này thì nhắc bạn cứ từ từ, không vội vàng, không nóng nảy. Cơ hội đến với mình là hai cơ hội, nhưng mà tài lộc thì chưa đến với mình được bao nhiêu. Dù vậy thì trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc của ông xã bạn đứng vào cái tuổi Tân Hợi này thì nhắc ông xã mình cần phải cẩn thận đề phòng giữ gìn trong cái tháng 4. Trong cái tháng 4 này nếu như ông xã mình có ý định đi đâu xa làm ăn cầu tài cầu lộc, một vấn đề gì trên con đường tài lộc thì nhắc ông xã mình phải cần phải cẩn thận. Cẩn thận thứ nhất là về vấn đề tài lộc. Thứ hai nữa cẩn thận về vấn đề tai tiếng thị phi đến với bản thân. Như trên con đường làm ăn kinh doanh buôn bán, nói về mình thì bản tính của mình nó hơi nóng, cho nên trong cái công việc làm ăn hoặc trong cái mối quan hệ xã giao á, thì nhiều khi mình buông ra những cái lời nói không hay, hoặc là cái sự nóng nảy của mình thì mình buông ra những cái lời nói không hay và có cái sự tranh chấp lời qua tiếng lại với một cậu nam nào, thì tốt nhất nhắc mình nên nhịn thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn, để con đường sự nghiệp tài lộc của mình không bị ảnh hưởng tai tiếng thị phi, cũng như là ảnh hưởng tới cái danh dự bản thân của mình trên con đường sự nghiệp của mình. Đó là nói về ông xã của bạn, thì nhắc mình cần phải có cái sự cân nhắc như vậy ha, đặc biệt là trong cái tháng 4 ha. Đó là nói về trên đường đi nước bước của ông xã cũng như là bạn trên con đường cầu tài cầu lộc, thì cho thấy là đường tài lộc năm nay thì đến với bạn vẫn có thể nói là bắt đầu đi lên từng bước một của cái sự thành công. Khi mà đi lên được rồi thì cơ hội đến với mình vững vàng, dù vậy thì tài lộc chưa đến với mình được bao nhiêu, thì nói chung là cứ có cơ hội thì mình cứ nắm bắt cơ hội, còn tài lộc thì sẽ đến với mình theo sau. Trên con đường hôn nhân hạnh phúc, cảnh gia đạo của mình ở đây nói chung đúng ra cảnh gia đạo rất là đẹp, nhưng mà người trong gia đạo thì tâm trạng có thể nói là hơi đơn chiếc,
mình cảm thấy đơn chiếc trống vắng trên con đường gia đạo, thì cảnh gia đạo của bạn đúng ra là đạt được hai chữ hạnh thông rất là đẹp, có thể nói là vừa hạnh phúc vừa thông thả trên con đường hôn nhân. Thì trên con đường hôn nhân hạnh phúc, cảnh gia đạo của mình ở đây mặt tiền, mặt hậu, mặt trung, ba mặt đều có duyên hết. Trên con đường gia đạo thì có thể nói là cơ hội đến với gia đạo đẹp. Cũng như là mình có ý định sửa sang, tu bổ nhà cửa, mua sắm đất cát, xe cộ, một vấn đề gì trên con đường gia đạo của mình thì cho thấy cơ hội đến với mình là vững vàng. Có cơ hội bắt đầu từ tháng 7 là mình sẽ có cơ hội thay đổi. Cũng như trên con đường hạnh phúc gia đạo của mình ở đây, để cho gia đạo của mình nó được êm ấm thuận hòa hơn thì nhắc mình cần có sự quan tâm tới vong linh của ông già này. Ông già này hiện tại thì không phải là nói về người thân của mình, nhưng mà nói về hiện tại thì cái khuôn viên đất mình đang ở đây, có thể nói là vong linh ông già này là người ta ngự trước mình, cho nên có thể nói khi mà mình đến đây ở thì có thể là mình là người nhờ vả trên khuôn viên đất của người ta. Cho nên khi bạn có cái sự quan tâm tới vong linh ông già này thì để ông già này gia hộ cho mình được vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp tài lộc. Hoặc như mà hữu duyên nữa thì bạn nên làm phước. Thứ nhất là mình tạo được phước nè, mình gửi cho người ta tu tập, gửi người ta về chùa hoặc về tạo am hoặc về một cái nơi nào đó để người ta có được cái sự tu tập tốt. Thứ hai nữa thì như là mình đang sở hữu nhà của người ta thì mình nên cấp cho người ta một cái nhà mới, giống y như là mình trao đổi nhà cho người ta để người ta có nơi ăn chốn ở bình yên, thì người ta quay gia hộ cho mình được bình yên, làm ăn thuận lợi, hoặc là vấn đề hôn nhân của mình nó được tốt đẹp. Chứ đừng có để một khi mà người ta có cái sự quan tâm tới mình mà mình thiếu sự quan tâm tới người ta thì lúc đó người ta buồn. Mà khi người ta buồn phiền rồi người ta quay lại ngược lại với gia đạo của mình thì lúc đó nó hơi gặp khó khăn. Cho nên phần này thì nhắc bạn trên con đường gia đạo của mình là như vậy ha. Chứ còn cảnh gia đạo hiện tại bây giờ thì cho thấy rất là đẹp, rất là sáng suốt rồi. Thì đây là cái quẻ bài của bạn nữ sinh năm 1976. Bạn thắc mắc về vấn đề làm ăn của bạn năm nay có được thuận lợi hay không, vì năm nay nói về bạn là năm tam tai, thì có thuận lợi gì cho công việc làm ăn hay gặp khó khăn gì. Thì theo như cái quẻ bài thì cho thấy bạn có cơ hội gặp được cái sự thuận lợi, cũng như đem đến cho bạn cái sự bù đắp nhiều. Cho nên những ai vào có thắc mắc vấn đề gì trên con đường sự nghiệp tài lộc, công việc làm ăn, hạnh phúc, hôn nhân, cũng như là vấn đề đường đi nước bước như thế nào, thì mình phải đi sâu vào cái quẻ bài của mình thì mình mới đánh giá được hoặc là mình nhận xét được. Chứ còn nói về cứ nói theo cái tuổi của mình ở năm nay tam tai thì nó không thuận lợi, thì nó không có như ý ha bạn ha. Thì nói chung á, tất cả thì nó cũng phụ thuộc vào cái phúc phần của mỗi người nữa. Cho nên là mình phải đi sâu vào cái quẻ bài, mình mới biết trong cái quẻ bài nó thể hiện như thế nào nha mọi người. Còn những ai mà vào xem có ý kiến đóng góp gì thì mọi người đóng góp ở dưới phần bình luận giúp cho Kim Anh ha. Còn ai mà đi sâu vào bản thân của mình muốn tìm hiểu hơn thì mình vào trong Zalo kết bạn, gửi thông tin kèm phí vào, thì Kim Anh sẽ sắp xếp lịch xem cho mình trong cái thời gian sớm nhất nha. Còn clip này thì Kim Anh tạm dừng, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo ha.